Đó thì trước mắt quý vị đây là Hồng Loan nha, Hồng Loan đang bước vào bò nha cả nhà. Đây là Hồng Loan đang bước vào bò đây đó, cho những người nói mà thông tin này là không chính xác nè, hãy nhìn kỹ nha. Đó, đây là hình ảnh của Hồng Loan sáng hôm nay đã vào bò rồi nha cả nhà. Đây đây đây, cho mọi người nhìn lại lần nữa nè, đây đó, thấy chưa đó, những hình ảnh của Hồng Loan đó, em đâu có nói xạo với cả nhà làm gì đâu. Đó đó, chính xác chưa cả nhà? Đó, đây là tòa án quận Phú Nhuận nha. Đó, phiên tòa này xử kín, phiên tòa này xử kín nha cả nhà, nên những cái thông tin này thì ít có người biết lắm, nên báo chí rồi chưa có cập nhật kịp đâu. Đó, nên mọi người cứ đăng ký kênh em đi, xem là còn những cái vụ việc hay phía sau nè, sắp tới cô Sáu Bào sắp vô nè cả nhà. Đó, đợi xíu đi, cô Sáu Bào sẽ vô sau nha. Đó, cô Sáu Bào sẽ vô sau cho mọi người xem. Đó, đợi xíu nha cả nhà. Đó, chúng ta cứ xem tiếp nè, xem tiếp đi, còn cái những cái hay phía sau lắm. Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Hồng Loan Fan Club nha. Hiện tại Hồng Loan cũng đã đến tòa theo cái giấy gọi là mời của tòa án quận Phú Nhuận để xét xử cái vụ việc cùng với lại cô Sáu Bào. Thì hiện tại thì mà chúng em đang có mặt tại tòa án quận Phú Nhuận, nhưng mà nhìn hoài thì cũng vẫn chưa thấy cô Sáu Bào. Đây là những hình ảnh mà Hồng Loan đã bước vào bên trong đó, mọi người xem nha. Nhưng mà hiện tại thì cô Sáu Bào chưa đến cả nhà ơi, không biết là cô Sáu Bào hôm nay có bệnh hay là có bị tiêu chảy đau bụng gì hay không, mà sao đến giờ này đã quá giờ rồi nhưng mà cô ta vẫn không đến, hay là cô Sáu Bào đã bỏ cuộc rồi chăng? Đó, bỏ cuộc thì cái mức án phí này cô Sáu Bào cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nha cả nhà. Đó, cô Sáu Bào phải chịu trách nhiệm cho cái mức án phí ngày hôm nay đó, cho cái sự việc mà mình đã cạn tàu ráo máng đó cùng với Hồng Loan. Thì mọi người ai cũng gọi là ủng hộ Hồng Loan cả, còn cô Sáu Bào thì ngược lại, người thân trong gia đình thì lại có những cái mà đối xử không bằng một người dân nước lã, không bằng một cô chú anh chị đang ủng hộ, đang xem kênh, đang tiếp sức tinh thần cho Hồng Loan. Thì thật sự nói là cô Sáu Bào là một người gọi là tham lam đó, không nói quá, khi mà nói cô là rất là tham lam. Khi mà lúc còn sống đã gọi là báo chú Vũ Linh một khối tài sản, đã bay một khối tài sản đó, rồi bây giờ khi mất thì lại nở lòng nào tranh đoạt tài sản với con của chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là Hồng Loan. Đó, một cái điều gọi là chưa từng có trong cái giới mà nghệ sĩ đó. Không, giới nghệ sĩ thì cũng có gia đình này mất người kia mất, nhưng mà tranh giành tài sản thì tranh qua tranh lại thôi, chứ không có thể nào mà kéo nhau đưa ra tòa như vậy được hết. Đó, thì ngày hôm nay đã đưa nhau ra tòa rồi, không biết là tiếp theo sự việc này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà dám chắc với mọi người luôn, đó là sự gọi là thất bại nhất có thể đối với mẹ con của Hồng Phượng, đó là cô Sáu Bào đã mất đi những cái lòng yêu thương, những cái khán giả mà đã ủng hộ cho mình, ủng hộ cho mình trong những cái lời ca tiếng hát khi mà mình mang danh, đó là tôi là em của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tôi là cháu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, cứ mang cái mác của Vũ Linh không. Nhưng mà khi mà chú mất thì lại cũng là cháu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng mà lại dùng cái danh nghĩa này để gọi là dành cái căn nhà, dành những cái số tài sản đó, thì thật sự khó mà chấp nhận được đó. Thì sao đây là Hồng Loan vào tòa nha cả nhà ơi, nhìn kỹ nha, Hồng Loan vào tòa nha cả nhà. Đó, em nói là có mà đúng không? Đó, Hồng Loan vào tòa rồi, cô Sáu Bào đâu, đến lẹ đi cô Sáu Bào ơi. Khi mà phiên tòa này đang hiện tại thì chuẩn bị xét xử nha cả nhà, thì mọi người cũng đã thấy rồi, Hồng Loan vào bên trong rồi đó. Đó, tòa này hiện tại đang sắp xét xử rồi, thì sau khi mà có kết quả xét xử đó thì tụi em sẽ gọi là thông báo trực tiếp cho cô chú anh chị được nắm nha. Đó, hiện tại bên phía tòa án thì cũng đang làm việc nha cả nhà. Đó, nên là nói chung là cái phiên tòa này là phiên tòa sẽ xử kín, nên chúng ta không có thể vào bên trong được đó. Nếu mà có thể vào bên trong được thì tụi em cũng gắng là cập nhật để cho mọi người gọi là 24/24 luôn, nhưng mà tụi em vẫn ở đây để có thể gọi là cập nhật thường xuyên gửi đến quý vị nha. Đó, để gửi đến quý vị những cái hình ảnh, những cái sự việc cập nhật liên tục nha. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh nha, bấm like và subscribe đó, cũng như là gửi dưới bình luận những cái lời ủng hộ cho Hồng Loan, bởi vì đây là kênh là gọi là fan fan club Hồng Loan nha cả nhà. Đây, fan club Hồng Loan nha. Đó.
đó thì kênh này là sẽ lên tiếng rồi là bảo vệ Hồng Loan hết mình đó, mong quý chú anh chị sẽ cho một cái đăng ký nha. Đó thì hiện tại là phiên tòa sắp xét xử mà cô Sáu Bào đâu rồi, cô Sáu Bào đâu rồi, ngày đầu cô mạnh mẽ lắm mà cô tuyên bố này nọ rồi cô ra tòa án bằng di chúc miệng rồi, đâu rồi cô, đâu rồi cô, hãy đến đây đi đó. Hồng Loan đang ngồi bên phía bên trong đợi cô đó, cô đến lẹ đi cô Sáu Bào ơi. Không, tụi em đứng ngoài này cũng nắng nôi quá cả nhà, nhưng mà cô Sáu Bào vẫn chưa đến đó, anh em tụi em chật ở đây nhưng mà cô Sáu Bào vẫn đâu đâu rồi, không biết là có bị tiêu chảy đau bụng gì hay không mà sao đến giờ phút này mà vẫn chưa đến nha cả nhà. Nắng nôi rồi, anh em đứng cực cổ rồi đó nè, đó đứng đó canh từng giờ từng phút cô Sáu Bào để gọi là dọn được những hình ảnh gọi là chân thật nhất gửi đến mọi người nha, gửi đến mọi người luôn. Rồi có một chiếc xe đang đậu rồi, liệu đây có phải là cô Sáu Bào chăng? Đó, có xe trắng trắng chạy vô nha cả nhà. Đó, biết phải cô Sáu Bào hay không? Nếu mà phải thì một số anh em bên đó là sẽ là chộp được những tấm hình là gửi đến quý vị nha. Đó, rồi bước xuống xe đây, ai đây? Ai đây? À, một thanh niên. À, chứ không phải là cô Sáu Bào. Phải chăng đây là cũng có liệu là luật sư của cô Sáu Bào không ta? Đó, có xe tới rồi, muốn biết xe này có ai nè. Đó, xe đậu trắng trắng bên phía bên đường á. Đó, xe bị nhân trắng đó. Chắc có phải là cô Sáu Bào hay không thì chúng ta chưa biết nha. Rồi, mở cửa rồi, chạy vô trong rồi. Bên đây có phải là cô Sáu Bào hay không? Anh em đứng bên kia thì cũng đang gọi là ngắm nghía đồ các kiểu, nghĩ rồi lên. Rồi, cái ông áo xanh đó, cái chú áo xanh đó là chắc chắn là luật sư rồi. Rồi, biển số xe Sài Gòn luôn. Liệu đây có phải là chiếc xe mới mua à, không phải mới mua đâu mọi người, chiếc xe này Fortuner rồi. Rồi, xe này vô rồi, biết phải hay không đây. Đó. Không biết là có cô Sáu Bào có vô hay chưa nha cả nhà. Tại thì mình chưa thấy nè. Không biết xe này có phải là cô Sáu Bào không nữa. Cô Sáu Bào phải nên ra mặt để gọi là xử lý cái di chúc miệng này một lần chứ, để khán giả lên là rất là ồn ào, nó rất là phẫn nộ, rất là bức xúc về những hành động, những cái hành vi của cô Sáu Bào đó, không thể nào mà chấp nhận được. Đó. Đó. Hồng Loan đã vào rồi nha, Hồng Loan đã vào rồi đó, Hồng Loan đã vào bên trong rồi nhưng mà cô Sáu Bào vẫn chưa thấy. Cả nhà đón xem nha, em đang quay đây, em đang gọi là cố gắng cập nhật hết nhất có thể gửi đến mọi người nha, cập nhật hết mức có thể nha. Đó, đường xa nó chung xe cộ nhiều quá, đông đúc chạy qua chạy lại tà le hết cho mọi người. Anh em thì bên đó cũng đang túc trực bên đó nha, để gọi là quay lại được những cái hình ảnh chân thật nhất gửi đến mọi người, đó là hình ảnh cô Sáu Bào bước vào cái phiên tòa này như thế nào. Phải không? Cô Sáu à, cô Sáu đến nè. Thấy cái tướng giống lắm mà biết sao đây nè nghe. Đâu rồi. Bước chết tường rồi. Bước chết tường rồi cả nhà ơi. Rồi, chọn không kịp rồi. Không biết có phải là cô Sáu Bào không nữa. Không biết phải là cô Sáu Bào không cả nhà ơi, nhưng mà thấy cũng giống lắm, cái tướng lùng lùng vậy thấy cũng giống lắm, không biết phải không. Cái đó là mình nghi ngờ là chắc không phải đâu, nếu phải anh em nên bảo là chợp được rồi. Cái này là mình nghi ngờ ta thấy giống thôi. Chứ có là mấy anh em mà anh chợp liền dễ gì thoát được. Mình nghĩ ở đây có người nào cô Sáu Bào giả bệnh không ta, không đến không? Đến đi cô Sáu Bào, đến đi giành tài sản này cô Sáu Bào ơi. Đến chia nhà này cô Sáu ơi. Đến chia nhà này cô Sáu. Đó. Các cô chú anh chị nhớ nha, mấy mốt chúng ta gọi là có mà ăn nhậu nhẹt nhậu sai rồi đó, chúng ta đừng có hứa cho gì chứ chăng nha cả nhà, cho cái giờ cái đầu người ta sẽ ghi hình lại sau này người ta chơi di chúc miệng đó. Đó, mệt nữa. Hồi đó giờ chắc trên thế giới là ở Việt Nam mình là chỉ mới có cái vụ việc này là đầu tiên là xử cái di chúc miệng này thôi, chứ cả thế giới hầu như là chưa có ai có cái vụ việc gọi là xảy ra như thế này. Còn cái này gọi là độc lạ Việt Nam luôn, độc lạ thế giới luôn chứ không phải độc lạ Việt Nam. Mọi người đang mong chờ một cái điều
hiện sẽ đối chất với Hồng Loan tại tòa đó. Hiện tại Hồng Loan vào bên trong rồi nha, đang ngồi đợi cô Sáu tới nha, đang ngồi đợi cô Sáu tới nha cả nhà. Nhưng mà cô Sáu thì hiện tại thì ở đâu rồi chưa có thấy, anh em gọi là vẫn đang tích cực ngồi đợi chờ từng giờ từng phút nha, cô Sáu sẽ đến nha cả nhà. Hồng Loan thì mọi người thấy rồi đó, em vừa rồi em có bỏ cái clip Hồng Loan đó, mọi người, Hồng Loan đã đi vào bên trong rồi, đi bằng xe máy nha, bởi vì số 5 Đoàn Thị Điểm thì đi ở đây rất là gần, hầu như là có một cây mấy số thôi, nếu mà đi ô tô thì nó kẹt xe, rất là kẹt xe nha, còn đi xe máy thì nó rất là tiện và nó không có kẹt xe. Ngồi đây đợi cô Sáu Bào đây, cô Sáu Bào ơi đến đi, sắp trễ rồi cô Sáu Bào ơi. Còn cô Sáu Bào rút đơn rút gì đó mọi người thì mình không có biết, mình có không có nắm được thông tin chính xác, nhưng mà hiện tại thông tin chính xác là Hồng Loan đã vào bên trong nha, mọi người đã thấy rồi đó. Đó, mình chỉ quay được không một phút ngắn thôi, bởi vì bước vào bên trong là khó, rất là khó quay nha cái nè, khoảng ta không cho mình cần hội quay trong đó nên rất là khó quay nha, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Nói chung là tụi em cũng đã ngồi ở đây cũng là cố gắng cập nhật hết sức rồi đó, hết sức rồi mọi người ơi, đó, thông cảm nha. Cô chú chị nào yêu thương thì đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà. Rồi, tại thì nói chung là quan sát từng giờ luôn, anh em vẫn cũng trực chiến từng giờ luôn để đợi cô Sáu Bào vào đó, bởi vì nhiều người cũng là bất ngờ với lại những cái di chúc miệng nè, hồi đó giờ mới nghe di chúc miệng, chắc cũng có cô chú anh chị lớn tuổi nhưng mà lần đầu tiên chắc cũng mới nghe di chúc miệng, còn em thì nhỏ tuổi thì cái câu chuyện mà lần đầu tiên thì nó quá bình thường, những cô chú lớn tuổi chắc ngày xưa tới giờ mới nghe lần đầu tiên là cái di chúc miệng, di chúc miệng mà làm trong lúc say xỉn nữa, di chúc miệng mà trong lúc say xỉn nữa thì cũng thua rồi, cũng vậy mà cũng đem ra thua được để giành tài sản với lại Hồng Loan được, thì mình cũng thật sự là mình cũng cạn lời với những gì mà cô Sáu Bào gọi là làm cho đến thời điểm này, cạn lời luôn, không còn lời nào mà để bình luận đến cái sự việc này nữa. Phải nói là quá sợ cô Sáu Bào, chỉ có cô Sáu Bào, mẹ con cô Sáu Bào thôi mới suy nghĩ ra được những cái gọi là cái gì chúc miệng này để đem đi thưa thôi, mà mình cũng không biết cái luật sư nào mà đứng ra để gọi là bào chữa, không đứng ra để bảo vệ cái gì chúc miệng này hết. Mình cũng nghĩ là chắc luật sư đó chắc cũng lần đầu tiên mình xử cái di chúc miệng này đó. Nhưng mà cái bữa họp báo đó, mọi người, Hồng Phượng nói là Hồng Phượng cũng đang không có tiền đó, không có nhà ở đâu, nhưng mà cái này khi mà xử thua thì án phí lên đến gọi là tới nghe đâu là 100 mấy triệu á, thì không biết tiền đâu ra để gọi là đóng phí đây. Chắc tiền bữa hổm đám còn lại quá đúng không cả nhà, tiền đám bữa hổm còn đó, chắc đem ra đóng án phí đó. Tự nhiên đang lành đi thưa đó, phải chi cô Sáu á mà đừng có chơi cái kiểu mà cạn tàu ráo máng như vậy á, thì Hồng Loan nói rồi, Hồng Loan bán cái nhà xong Hồng Loan mua bán miếng được miếng đất, Hồng Loan mua cho mọi người một cái nhà đó, thì còn gì bằng nữa, còn cái gì bằng nữa cả nhà. Mình ở ké anh mình mất, con của anh mình mua cho mình một cái nhà vậy mà chưa vừa lòng hả? Dạ, muốn ăn hết tài sản của người ta sao? Ở muốn giành luôn cái nhà, muốn giành luôn tất cả tài sản của con cái người ta sao? Dù người ta con nuôi hay con ruột nhưng mà người ta vẫn hưởng được nha, cũng có quyền quyết định là cho cô Sáu hay không đó, chứ cô Sáu mà đừng có láo nháo. Cô Sáu chắc bây giờ chắc đang ở nhà đang đau bụng rồi, không đi lại được sao á, vẫn chưa thấy nha đó, chứ cô Sáu gọi là đừng có láo nháo rồi là nhảy sồn sồn lên rồi muốn giành tài sản của anh mình. Lúc chúng nghệ sĩ Dương Tú Vũ Linh còn sống á thì cô Sáu cũng đã gọi là báo hết biết bao nhiêu vàng, biết bao nhiêu đất, biết bao nhiêu nhà. Cái chú mất á, thì lại dành ăn với lại con của chú. Một con người sống như vậy thì không biết là cái xã, không biết là sau này mà cô đi hát ai ủng hộ cô nữa không à. Đó, kể chi cô là người lớn rồi, con cô cũng vậy nữa, kể cả Hồng Phượng cũng vậy, không có lời khuyên cho mẹ mình không? Khi họp báo thì đổ rồi tất cả lỗi là do mẹ mình. Ôi, đã biết thưa nhưng mà vẫn thì gọi là phẫn nộ Hồng Loan nên đi kiện. Thật sự cái điều đó rất là không hợp lý. Thay vì nói trên họp báo thì thôi về nhà khuyên mẹ mình đừng có làm như vậy nữa.
này chắc cũng nghĩ là chắc cũng đồng lòng nè, đúng không? Đồng lòng đi thưa đi, bà mẹ đi thưa đi đó, đó. Cãi chửi thì không ai chửi lại cô Sáu đâu, cô Sáu chửi ghê lắm, cô Sáu chửi như nhặt gáp vậy á. Còn đi thưa thì thưa chi chút miệng, cái này là chấn động luôn. Cô Sáu là gọi là cũng chơi độc lạ Việt Nam. Cô Sáu chắc là hệ gọi là yêu thích độc lạ Việt Nam nè, Sáu mới đi thưa. Thôi mọi người nói chung là cũng đừng có trách cô Sáu, bởi cô Sáu cũng chắc cũng già rồi, cũng lẩm cẩm rồi. Cũng lẩm cẩm rồi nên cô Sáu hay quên. Để đâu chi chút miệng được thưa được tài sản nhưng cuối cùng không được gì hết nha. Mọi người đón xem cô Sáu vào nha cả nhà. Xin chào quý bà con, đây là nước cốt nhà ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt cho sức khỏe con người ha. Chúng ta biết rằng là Hàn Quốc, Nhật Bản hiện giờ người ta đang sử dụng nước cốt nhàu ủ đường và là làm thành viên để là làm túi trà, uống cực kỳ tốt sức khỏe, hỗ trợ vì đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt. Nên chúng ta nên sử dụng nước cốt nhàu, vì người lớn tuổi chúng ta khi mà sử dụng thuốc tây nhiều sẽ bị tác dụng phụ ha, sẽ bị tác dụng phụ. Còn nước cốt nhàu này thì không có tác dụng phụ nha bà con. Bà con cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm. Vì đây là sản phẩm nhà em làm, gia truyền nhà làm, đã bao nhiêu đời nay sử dụng rồi. Và cô chú anh chị nên nhớ một điều như thế này nè, cực kỳ tốt luôn nha, đó, không có tác dụng phụ nè. Lưu ý giúp em là bệnh, nếu có bị tiểu đường là không uống được nha, vì trong đây là ủ với đường. Hương vị của nó cực kỳ dễ uống, là chua chua ngọt ngọt ha. Hương vị cực kỳ dễ uống, chua chua ngọt ngọt. Nó trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt. Bà con mình cứ yên tâm mà sử dụng, vì sản phẩm nhà làm nguồn gốc rõ ràng, không pha chế bất kỳ những cái loại mà có hại cho sức khỏe con người, chỉ nhào và đường lên men tự nhiên của chú anh chị nhé. Hương vị cực kỳ dễ sử dụng, chua chua ngọt ngọt nha của chú anh chị. Đó, bà con cứ mạnh dạn điện thoại số Zalo trên màn hình nhé. Chúng tôi sẽ coi như là tư vấn tận tình cho bà con nhé. Nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa. Sản phẩm 300.000 một chai, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Giá 300.000 một chai, bao ship toàn quốc. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn bà con và chúc bà con những người mà bị đau nhức xương khớp sử dụng nước cốt nhào này sẽ mau hết bệnh nha bà con nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con.